Nên em hôm nay mình ra hơi trễ tí, cho nên là thấy thằng Nghĩa Phan với lại Hải Dĩnh ra sớm rồi. Nghĩa Phan nó khoe là nó là người có được cục nhớt đầu tiên nha anh em. Này động trời động đất, thấy cục nhớt lên khoe anh em ơi. Cái này Nghĩa Phan mà nó lên cá đây là anh em mình đây bảo cá đâu phải. Nằm một kỳ lên chưa anh Hải ơi? Bắt liều à? Kỳ hả? Đó đó đó, cạnh Hải bên kìa. Bên kìa. Đó, Nghĩa được con mè Vinh rồi đó. Ơi, mè Vinh nó sao bằng mè Vinh hôm qua? Đó, mè Vinh hôm qua. Hôm nay là ngày thứ ba anh em mình đánh ở cái bãi này. Quay chưa, quay chưa? Có, có. Dẫn lên hàng. Có nhắc nha anh em. Trời ơi, nó lôi bên gần luôn bên kia. Nước đang lớn này nó chạy mạnh á. Nè. Bơi bên gần luôn. Đây, con nhớt đầu tiên. Ăn cái nhõng cần đâu, cá bự lắm chứ má lôi cần chạy luôn thấy ghê. Làm hết hồn. Ăn cơm từ giờ đến chiều kiếm vài ký là Nghĩa đem về vợ ăn đỡ thèm. Thèm nhịn thèm cá mè Nghĩa. Vợ mày thèm quái đản vậy. Xương không mà cũng thèm. Nghĩa. Lẹ mày cần mày cá ăn mày đái nó chảy mất sao từ dạo giờ. Đó đó, còn. Còn rồi, ăn rồi, dính không rồi. Dính rồi. Cái tập đóng y như giang mẹ đánh lần sờ với đánh đánh nhỏ nhỏ xíu, cái đóng giật chặt chặt chặt. Chạy vô. Nhẹ mà có mạnh đâu. Chạy vô chưa? Đó, anh lạng rồi đó, mày Vinh hay mày Dảnh? Vinh hay Dảnh? Mày Vinh, này ăn mày Vinh không mấy? Hai con mày Vinh rồi đó. Đó, lên hai con mày Vinh rồi nè. Cái lỗ là lỗ mày Vinh hay sao á? Ở ngay cái đít xuồng á, ngay đít đít đò. Đuôi đỏ luôn, đẹp luôn. Nè anh em, đó, nó lên con mày Vinh nữa nè. Lá cá lý nha, này được. Này, anh xách cần đi, anh lên được cá nè, đó. Trước khi đi nó nói em xách cần đi kiếm cá, vợ em ăn, vợ em thèm cá mè. Tối nay về mày ngồi mày lễ từng cái xương cho nó ăn nha mày. Rõ đây. Kìa của Hải nữa kìa. Hải kìa, của Hải đang bên cần nữa kìa, ăn liên tục. Đóng luôn. Dính nãy giờ luôn rồi. Có không? Nghe nặng quá luôn. Cục chì viên hính bùng của ba. Con bự hả? Nó gửi nó cự lại kìa. Chín nãy giờ rồi đó. Đâu vô đó, cần. Mới bên lên đó. Mới bên mà. Cái gì đây? Cái gì ba? Cái tọc lông nữa cha. Cái gì nó xíu xíu vậy? Cá sát. Trời ơi, cá sát mà dưới mập nó đâu, cá bự lắm chứ. Bách nhục xuyên tim. Bự bự bự. Bự bự. Trời ơi, dưới cái bọc ni lông hàng gì nhỏ lôi kêu cá bự. Đây con cá sát cũng chào bá lửa luôn. Gỡ luôn là Nghĩa. Chào nó chui á. Chui không? Chui á. Lấy cái chai kìa, có cái chai kìa. Cứ bỏ vô đó là nó sắm tới chiều. Thế anh kia đua thuyền kìa. Chưa mày, người ta đang bơi được quăng thân giá người ta mày. Má ngoài đây chỗ con Nghĩa quăng kiếm mày Vinh coi. Cạnh tranh chỗ con nhỏ nữa ba. Để cho nó làm ăn. Rồi quăng nó tí rồi cái phà vô cào nát luôn nha.
đó ghi kịch này luôn hả? Ừ. Rác á ba. Chạy không? Có. Chạy. Còn chạy. Mấy hàng. Trời mẹ đâu. Cái gì cục cám ba ơi. Chạy rồi nữa chứ. Này lên có xác nữa trời đất ơi. Đủ loại cá hết mà. Lại thêm con nữa. Mình mới cười ông Hải xong chứ. Mới nhịp mạnh luôn á. Đâu cá nha các bạn. Cá nha các bạn. Cá gì còn biết cái cá xác. Ngồi quay luôn. Bị cằn luôn, bị cằn lại luôn. Ông ơi. Cục gì khóc? Chị khóc vậy? Sảy rồi, còn vậy luôn nè. Chạy luôn hả mày? Đá còn chạy từ rồi. Chạy hôm qua thằng Giang sức chạy máu chừng. Lại lại sức luôn rồi. Sức rồi hả? Dễ sức người ta. Sao dễ sức người ta? Sáng giờ sảy hoài luôn nha. Bị vậy luôn mà. Nó lôi bay cần luôn rồi vậy sức. Tự là cái cặc cái độ sức luôn à. Lửa nhỏ quá. Giờ rưỡi rồi. Nước nó đang vô. Anh em mình tranh thủ ăn cơm. Ăn cơm trưa rồi nó nước vô đánh là vừa. Đó, lấy cái này làm chén nè. Ăn xong bỏ khỏi bàn chén. Nhà chén thủy tinh cũng bể. Này cơm dặn dặn này ra nãy đó. Cơm mà theo ba anh em ăn lấy khăn lau luôn đi anh, lấy dặn ra nó hơi trơn đó. Cơm giờ mắc mỏ quá em dở heo ăn nữa đỡ chi phí. Lấy cái ngành lên hả? Cái ngăn trên là ngăn thịt kho, dưới là canh. Được. Lấy ra luôn. Ốc này để luôn. Trơn lùi à. Đây là thịt kho thơm, sườn kho thơm, vợ mình kho. Đây là canh sườn nấu với lại cải chua. Ba anh em ăn vậy thôi, đơn giản không? Khổ khổ. Rồi mời cả nhà mình ăn cơm nha. Ở rừng, ở núi, ở sông, ở bụi chỉ có như vậy thôi các bạn. Ăn cơm xong là chờ nước nó lên là anh em mình chiến tới chiều. Chứ để tí nữa nước nó lên đứng cá ăn nhiều mất công mà phải ăn cơm. Hải dảnh lên cá dảnh mà không biết luôn kìa. Cho lên đi ba. Cho nó chạy tí. Anh ăn nãy giờ nó bị cần mình ngập nước đâu, bên cầu cần đâu. Ừ, bên. Nè cũng to chứ bộ. Đó, mày dảnh quá trời to. Rồi, vô. Dạ các bạn, anh nhảy lên cá các bạn ơi. Lên cá hay cục gì đây? Cười cái coi. Cục gì mạnh vậy? Cá này là cá to rồi, rồi sao nhiều hiệu rồi. Giật, cái giật. Giật. Ở đây cái không kịch mệt. Thôi nhảy hiệu rồi. Chạy không? Chạy cái con mắt. Chạy. Chạy luôn. Ngày nay ngày gì xảy cá không ta? Dành lên hàng nha. Nước này lên cao quá, lên lúc cần luôn các bạn. Kỳ luôn á các bạn. Đồ, quá chạy dữ rồi. Coi chừng rô phi nha. Cái mặt đủ, trời vậy rồi. Vậy ba, nay không lại xảy nữa ba. Mà. Nay sảy nữa là đi về luôn á, cũng có đi về á. Sáng giờ sảy nhiều rồi đó. Kì lại không mà. Anh Hải mà không bị lại luôn mà. Nó chạy. Đó. Ôi. Cục ngồi chưa bung luôn ba. Xúc lưỡi nè. Xúc lưỡi rồi kìa, sảy rồi. Ủa chứ nó đang còn thấy trắng mà. Ngày nay ngày gì á ta. Nhỏ vãi ra. Sẽ
vậy? Xảy mấy con rồi đó, 4-5 con rồi đó, nhục thiệt. Lên nha, ăn rùa. Anh ăn rùa, ăn rùa, ăn rùa, ăn rùa. Mì dảnh em trai. Con cá này là con cá mà Nghĩa nó ăn rùa nè. Ăn vô mỗi là ăn rùa. Rồi gỡ ra đây mày. Ăn kiếm 1 ký 2 ký gì cho vợ. Đẩy đi đệm nóng cho. Nó lôi vô kìa. Kìa dính cá bóng mới đau kìa. Dây của mày dính cá chốt á mà lôi con cây dây của ta vô chứ của ai. Cá bóng. Anh dính cá bóng kìa. Nó con cá này nó ăn nó lôi không nổi cục gì nằm dưới không biết luôn. Lôi cần làm thay cá mới biết nó dính. Gỡ nó bỏ không gỡ luôn đi nghĩa. Dục vô thao đi, em bỏ bịch luôn. Thiệt tình chứ. Cảm ơn anh nha. Đấy, nhỏ sắp phút cuối đi về còn được tặng thêm con cá nữa. Này chắc là anh em biết nó rồi, nó tên là Nghĩa Phan. Bây giờ mình sẽ đổi cho nó nickname là Nghĩa 2 giờ. Tại nó đi câu đâu vậy, cứ 2 giờ nó về, đúng 2 giờ nó về. Nó mới 2 giờ là nó gom cần quá rồi nó về nè anh em. Em ơi. Đó, vợ gọi về biết ngay mà. Bố Vũng Lâm hả? Rồi rồi, đã ba về, đang về. Đang về nè. Có cá. Có cá, mẹ dẫn mày vinh quá trời luôn. Đó, nó khoe, nó khoe, nó khoe. Nó mua ở ngoài chợ á em ơi. Rồi giờ nó bắt cá về, vợ nó chiên giòn. Một con nha anh em. Con mì Vinh vẫn bay ra ngoài nha. Hai con nha anh em. Con nào con lấy là như một thèn tay. Đây là con mè Vinh. Đó. Thịt không có nghĩa. Thịt không á. Tiếp tục. Tiếp tục. Hết rồi. Tiếp tục. Bỏ chai vô để bỏ cá mày. Lấy cái xác này về luôn kìa. Còn con cá mè dảnh mày bỏ vô chưa? Đâu rồi? Bỏ vô rồi anh. Đù mày lẹ vậy? Cho hết đi. Tiếp tục. Cho tôi ngắt luôn à. Nay đổi nước nên là cá ăn hơi ít hơn hôm trước. Cá bóng luôn anh. Món có lấy gì chị? Cá bóng ăn chết á. Chị bị nhỏ quá hả? Không, để tí nước lên cắm cá lóc. Rồi về nha mày. Về máy bay anh em nha. Hôm nay cầm chồng nước lên lớn. Nước lên lớn. Đúng rồi, hôm nay 12, 13 giờ. Thấy nước. Có nói nước nó bay ra ngoài, mất ăn cười không luôn nè. Lớn còn chơi dại. Rồi được rồi, về tới dưới nó sống rồi vừa rồi. Có nhiều đó, về vợ mừng đã đến chính lại giùm nha. Em ơi là... Đi mà không để ý là có chừng dọc đường. Là Nghĩa nó câu không phải là nó mua ở chợ nữa nha. Nhớ để ý dọc đi máy á. Nhớ là đi đường để ý dọc. Đi máy mà. Đi đường để ý nha. Đường đây là về khoe vợ là tự câu hay là mua ở chợ đó nghe mày. Là tự câu đó nha. Để về tối giờ clip lên làm bằng chứng em, để vợ mày nó không tin mày. Mày bởi quá mà. Chế chú sách lộn vợ. Mày chú sách lộn vợ. Về chứ hồi nãy ơi. Ờ, về đây luôn rồi. Về đây luôn rồi. Về luôn hả? Dạ dạ. Bỏ mày về đi mày. Về trước nhỉ. Ừ, về đi em. Cá mới quăng ra mà. Có đâu? Không. Cái nho mà lăn xê đâu. Lên hồi lớn các bạn. Cần hôm qua nên mình câu ngoài kia là không sao, nay nước lên ngập cần hết rồi. Cần anh Hải giờ nổi luôn rồi đó. Nước tôi tới bờ, tới chỗ ngồi nè. Nước mà nó xâm thực thì giờ mình chỉ có đi về thôi. Sớm quá rồi, chỗ ngồi.
Thôi, giờ anh em mình dọn cần chắc đi về. Hôm nay về sớm. Hẹn gặp các bạn ở clip ngày mai. Ở đâu thì chưa biết được. Chào tất cả các bạn nha, chúc các bạn một ngày câu kéo thật là vui.